vừa đọc được cái tâm thư của sư Minh Tuệ thì trong lòng có nhiều những cái ngổn ngang, và cũng rất nhiều của chị em trong cái theo cái hạnh của sư cũng nhắn tin cho nhau. Thì thật sự ai cũng cảm thấy là lo, là lo thứ nhất là sư đi sang bên đấy sư có về nữa không, và cái hạnh nguyện của sư nó lớn quá nên ai cũng lo là sư đi bộ cơ, chứ sư không đi xe, không đi máy bay, không đi tàu hàng hải gì hết, không đi tàu biển. Nếu như thầy muốn đi máy bay, thầy muốn đi tàu biển thì nó lại dễ. Nhưng hạnh nguyện của thầy là phát nguyện vẫn chỉ có bộ hành. Cái nhất quán như thế, cái hạnh như thế nó lớn, rất là khó. Nhưng mọi người phải nghĩ rằng thế này này, một người chân tu như sư không có gì khó. Cái khó chính là chúng ta nghĩ khó, nhưng đối với sư không khó. Cái cần thiết của sư bây giờ là cần có những cái người hỗ trợ để chỉ đường chỉ lối cho sư đi. Nhưng tôi tin rằng ở Việt Nam mình, sư ra khỏi cửa thì sẽ có người vồ, có người chụp, cắn xé, thậm chí dìm thầy. Nhưng đi sang các nước kia, tôi chắc chắn là những người thương sư Minh Tuệ, quý sư Minh Tuệ, và họ cực kỳ tôn trọng trong cái về cái tín ngưỡng và đạo giáo tự do. Người ta ít có cái sự mà để như vừa rồi Việt Nam mình là bênh sư rồi một bên lên cắn xé chửi không ra một cái gì. Cái mình, tôi không nói gì con là con người Việt Nam xấu, đất nước Việt Nam xấu, mà cái nhân cách, cái đạo đức của các bạn nhìn nhận về Phật giáo, về đạo giáo nó quá tồi. Các bạn đi ăn cưới, có cái đạo nào dạy con người ta vào chùa tổ chức đám cưới không? Không, đúng không? Có cái đạo nào mà đạo Phật cho các sư có quyền dạy quan hệ vợ chồng, kế hoạch hóa gia đình trên chùa không? Không có. Nhưng ở Việt Nam có đấy gì, những cái chùa đấy gì. Mà trong cái đấy giáo hội mình là không để ý. Còn sư đi sang bên Ấn Độ, đấy là nguyện vọng của sư là được đi thăm bốn cửa, là nơi đất Phật. Nhưng Ấn Độ là nơi đất Phật, nhưng nó cũng rất là nhiều những cái tôn giáo đấy, đạo giáo. Nhưng yên tâm, đã là con rời, đã là con Phật thì sẽ có hộ pháp. Cái hộ pháp chư thiên, hộ pháp ở thiên địa là có nhá, tâm linh. Và cái hộ pháp thứ hai là con người thật của chúng ta này này. Tôi tin rằng là tất cả những nơi nào mà chỉ đường cho sư đi qua là những nơi đấy đều có người Việt Nam mình và kính trọng Việt Nam mình. Và tôi tin rằng là sẽ dẫn dắt thầy đến tận nơi. Tôi linh cảm điều đấy là sự thật là có. Đấy. Còn những cái gì mà sư ở Việt Nam đây, người yêu quý sư, thương sư rất nhiều, nhưng những con người miệt hạ thư sư, muốn hạ sư cũng không phải là ít. Nhưng họ dã man, họ tàn bạo. Thế nên tôi muốn rằng cái nguyện vọng của sư này được. Và điều này tôi đã ngẫm rồi. Ngẫm ngay từ lúc mà ở Huế, mà sư nói rằng sư phát nguyện là ước nguyện của sư là muốn được thăm bốn cửa. Sư nói chuyện rồi chứ không phải bây giờ nhá. Và điều này đã thành hiện thật. Và chỉ có hai chị em chúng tôi từng nói chuyện với nhau, từng vạch ra, từng lên video với nhau, nhưng không bao giờ đăng lên. Và đến hôm nay hai chị em chúng tôi mới bảo rằng đấy, đã là như vậy. Và tôi cũng đã nói rồi mà, thầy sẽ ẩn tu, sẽ vào tu một nơi tốt đẹp. Còn người bảo là thiết liệu có sư ra đấy sư có về không? Sư có về chứ. Đấy là sư sang thăm cửa. Sư, cái căn của sư, cái nguyện của sư là đi tu. Và chúng ta thầm nôm nôm như thế này này, là sư như kiểu kiếp trước là con của Phật. Kiếp này như một con chim đang bơi ngược dòng, chú bé bơi ngược dòng, con cá bơi ngược dòng đi tìm cha đấy. Mượn cái thân xác này, cái cửa này là cha mẹ đẻ ra, là nợ. Con nợ cái thân xác này là được đẻ ra. Còn con đang đi tìm cái chân lý, tìm chân sáng, tìm cái chân lý của người cha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đấy,
Thái tử có con mà, có vợ mà, nhưng vẫn phát nguyện đi tu vì ra bốn cửa để nhìn đấy, để giải thoát. Vậy thì hà cớ gì những người Việt Nam chúng ta nhìn thấy sư là một con người thật? Tại sao không thương, tại sao không nhường đường, nhường lối, tạo điều kiện cho chúng ta nhìn vào cái chân lý đấy, nhìn vào cái niềm tin đấy để hành thiện, hướng thiện mà. Sư có đòi hỏi gì đâu. Thế nên là đến lúc có không giữ, mất đừng tiếc. Mà pháp luật của Việt Nam mình cũng không có quyền giữ sư. Bởi vì là tự do tín ngưỡng, sư không mất quyền công dân. Sư được phép và nhà nước hoàn toàn phải làm giấy tờ cho sư xuất ngoại. Có mất quyền công dân đâu. Sư đi đúng, phải làm chứ. Bên xuất cảnh đi ra sân bay thì nếu mà đi đường máy bay, còn nếu đi đường bộ thì đi qua cầu phà, đi qua một cái chỗ nào cửa khẩu đấy, sư trình ra A-di-đà Phật là đi ngay. Bởi vì trên cơ thể con người sư không có cái gì, đến đâu khất thực đến đấy. Tôi tin rằng cái bước đường này của sư là cực đẹp. Và chúng tôi là đấy, sư trải qua rồi và đẹp rồi. Và những người mà Việt Nam mình những các bạn mà nhổ mỏ lên chửi mắng miệt hạ sư nhá, hãy xem xét sám hối đi. Tôi nói thật luôn, đây đâu không phải mềm mê tín, mà về cái niềm tin của chúng tôi. Chửi một con người chân không như thế, một con người cái hạnh nguyện cao như thế, các bạn đủ chân đủ tay khỏe mạnh, các bạn ăn cơm ăn thịt ăn cá, các bạn nằm trong nhà ấm nhất đêm mà các bạn chửi cái người như thế này, các bạn có thấy các bạn hèn không, nhục không, có thấy tởm không? Nếu các bạn chửi chúng tôi này thì bình thường này, thoải mái đi, đi miệt hạ những người đấy. Mà có những người làm thầy, có những người trong tay cũng đã từng, cũng đã làm những cái chùa, đã xây những cái chùa, đã làm, đã gọi là thờ cha, thờ mẹ, thờ mẫu, thờ thánh. Trong khi đấy, trước thánh mẫu vẫn có Phật, mà vẫn nhẩu mỏ lên chửi một cái người, người ta đang nói rằng là đang đi tu học tập. Người ta không xưng thầy, không xưng sư, thì các bạn lại cứ vu cho người ta là như thế. Các bạn gán ghép vào cho người ta như thế. Thì khi bây giờ thầy phát nguyện như này, các bạn phải mừng cho sư là sư đi nhá. Các bạn phải mừng. Còn với chúng tôi là hạnh phúc. Hạnh phúc chảy nước mắt. Hạnh phúc là sư đi đi, sư sang bên đấy đi. Chúng con mừng lắm. Sẽ không còn ai chửi sư nữa, sẽ không còn ai mắng sư nữa. Và chúng con không được đảnh lễ sư, không được gặp sư, nhưng trong não này, có sư ở trong não này này, chứ không phải lên để cố gặp. Không có. Cái này tôi hoàn toàn cổ vũ sư. Và mong rằng chức năng cơ quan nhà nước mình tạo điều kiện cho sư được đi sang bên đó. Và cũng tha thiết kính mong những cái đất nước nào mà sư đi qua, gia hộ nghe lời khẩn cầu của chúng con, theo hạnh gia hộ cho sư được đi. Và các bạn Việt Nam chúng ta ở trên các nước ơi, hãy chỉ lối đưa đường dẫn sư đi nhé. Chúng ta là những hộ pháp bằng xương bằng thịt, còn chư thiên hộ pháp bằng tâm linh sẽ có. A Di Đà Phật cầu mọi sự tốt đẹp sẽ tốt đẹp. Có, chắc chắn.